Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay em Thắng có về một ít đồ bãi muốn gửi đến mọi người. Nếu mình xem được những sản phẩm nào vừa ấy mình muốn mua về sử dụng hoặc sưu tầm ha, thì mọi người có thể chốt qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Rồi, thì trước khi vào clip, em Thắng cũng có vài vấn đề muốn chia sẻ với mọi người ha. Thì nói chung là tình hình dịch bệnh, vấn đề hàng hóa của mình á, mình gửi đây cũng rất là khó khăn. Thời gian giao hàng dự kiến của mình á, thì nó có thể là nó sẽ chậm hơn những ngày bình thường ha. Vì vậy, mọi người vui lòng mình thông cảm mình đợi giúp em. Còn những đơn hàng nào mà mọi người chốt từ 7 ngày cho đến 10 ngày mà mọi người chưa nhận được hàng ha, thì mọi người có thể liên hệ lại với em để em có thể liên hệ lại với bưu cục và báo lại cho mọi người. Và một vấn đề nữa thì hình thức giao dịch bên em sẽ có hai hình thức ha, đó là chuyển khoản và ship code. Nếu mọi người chuyển khoản thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người, và mọi người ship code thì mọi người vui lòng mình thêm phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em ha. Thì giá cả trên tăng phẩm trên clip này thì chưa bao gồm phí ship ha. Đó. Nên nếu mà anh em nào mình chuyển khoản được thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người. Rồi. Thì để không làm mất thời gian của mọi người ha, thì em xin vào mã số 1 của ngày hôm nay. Rồi, mã số 1 hôm nay ha, 61-1 200.000 một cây mỏ led 300 mm ha của nhà Super. Đó. Thì cái này phù hợp với anh em mình sử dụng ha, tại vì ngoại hình nó thì nói chung nó không được đẹp lắm. Đó, mọi người có thể xem ha. 12 inch, và cái con nhà Super này thì chất liệu thép của nó là thép alloy, phù hợp cho anh em mình làm những cái công việc hay. Đó. Về ngoại hình thì nó sẽ như thế này nha, đó nó có những cái vết cắn như thế này, nhưng mà về ngàm thì anh em mình yên tâm đó, độ mới ngàm của nó rất là cứng cáp, không có bị rơ lét ha. Đó. Ê, dính mắt rồi. Ừ. Thì nói chung là em đã kiểm tra và vệ sinh rồi, thì mọi người về chỉ việc sử dụng thôi. Lâu lâu mình bảo quản thì mình châm dầu nhớt vô ha, để cho nó đừng trơn tru. Còn lại thì nói chung là hoạt động bình thường. Rồi, thì cái OLED này của nhà Super Tool Japan ha, hàng nội địa Nhật. Cái này thì phù hợp với anh em mình làm nghề ha, ngàm nó rất là cứng cáp. Thì cái độ mới ngàm của con này á, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 36 ly. Anh em mình có thể mơ được ốc 36 trở xuống ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích cái mẫu LED này, mọi người chốt giúp em một số là 61-1 nha, 200.000 của nhà Super Tool. Rồi, 61-2, một cái kìm móc quả size bự ha. Đó, một cái kìm móc quả của nhà Sankey. Và con này size của mình là size 300 mm ha, nó size bự. Thì con này cũng phù hợp với anh em mình sử dụng, đó, tại vì nói chung là hình thức nó cũng cũ kỹ ha. Đó, 61-2, 200.000. Thì con này chiều dài này, chiều dài của nó lên đến là 30 ha. Đó, thường thường những cái móc quả thông dụng của mình thì tầm 25, con này thì nó dài lên đến là 30 cm nha. Đó, nó dài đến 30 cm. Chính vì vậy thì cái độ mới ngàm của nó sẽ bự hơn nha mọi người. Đó. Cái độ mới ngàm thường thường nó sẽ là 48 cho những con dài 25. Còn cái loại này á thì cái độ mới ngàm của mình nó lên đến là tầm khoảng là 55 56 ha. Đó. Tầm khoảng 60, nói chung nó sẽ bự hơn con kia. Đó, và nó thiết kế những cái ren bạc như thế này nha. Đó, anh em mình dùng cũng khá là ok. Và đây là cái phần ren của mình, thì nói chung là đó có qua sử dụng rồi, nhưng mà ren cỏ thì cũng còn ok nha anh em. Đó. Đây, đây là về phần ren ngàm ha. Đó, thì về hình thức bên ngoài thì nói chung là nó có kỹ như thế này ha. Đó. Của nhà Sankey Japan ha. Đó. Sankey Japan. Rồi, cái này thì mã số của mình nha, 61-2 200.000. À, cho nên mình về sử dụng ha. Rồi, mình qua mã số 3. Cũng là một cái kìm bảo quả. Và xe này là xe nhỏ nên em. Đó. Hình thức con này thì nói chung là nó còn khá là ok. Đó. Đây. 61-3 nha. 160.000. Thì cái con kìm bảo quả này đến từ hãng là Banzai. Đó. Nhà Banzai ha. Đây. Ren ngàm thì nói chung nó còn khá là ok nha anh em. Đó. Nước xe thì còn khá là tráng. Đó, ren ngàm thì như mới ha. Đó, ren ngàm như mới. Con này thì chiều dài của mình là 25 cm nha, 25 cm. Và cái độ mới ngàm của mình á là 48 ly. Đó, 48 ly ha, 4/8. Mọi người có thể xem qua sơ lược ha về ngoại hình của nó. Thì nước xi này nó còn khá trắng anh em, ren cỏ rồi còn rất là mới.
Rồi, anh em nào mình thích cái kiểu mẫu quả này ha, người chơi giúp em mã số là 61-3 ha, 61-3 160.000. Rồi, 61-4. 64-4 của mình là một cái combo độc cho anh em, và bộ độc hôm nay là một cái bộ độc lớn ha. Đó, bộ độc hôm nay là một bộ độc lớn gồm có 4 cây, 4 size ha. Rồi, 561-4 520.000, sẽ gồm có 4 cây ha. Em sẽ đo từ con nhỏ tới con lớn nha mọi người. Thì con nhỏ này của mình á, chiều dài tổng thể là được 21 cm ha. Bản bản của nó là bản 12 1/2 ha. Đó, 1/2. Về ngoại hình thì nói chung nó còn khá là đẹp. Anh em muốn thử xem ha. Đó. Đây. Một cây độc nhật ha. Rồi, 1/2 ha. Cái tiếp theo là một cái 1/5. 1/5 nha anh em. Đó, cái thứ hai là 1/5. 1/2 là 1/5 ha. Rồi, tiếp theo con bự. Con bự này thì bản đục của mình là bản 3 phân ha. Đó, bản 3 phân. Đó, 30 ly ha. Đó, con thứ ba ha, và cái con cuối cùng, con bự nhất của mình ha. Đó, con này thì đây, lưỡi đồ còn ngon nha anh em. Con này thì chắc 4 phân. Rồi con này là 4 phân nha anh em. Mình đo ra là tầm khoảng 4/2 luôn. Đó, rất là bự ha. 4/2 nha anh em, con này 4/2. Rồi thì em sẽ nhắc lại tổng số của mình nha. Một con 4/2 này, một con 3 phân, một con 1/5 và một con 1/2. Đó gồm những 4 cái độc ha. Thì kích thước chiều dài của nó thì xem xếm với nhau ha, ngang giữa nhau hết, tầm khoảng là 21-22 cm. Rồi, bộ độc này gồm 4 cây ha, 561-4 nha mọi người, 520.000. Đó. Còn khá là ok ha. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 của mình là một cây độc lẻ. Đó, và cái này thì nói chung nó còn hẹp, còn chưa có sử dụng nha anh em. Đó, con này thì băng đục của mình là 9 ly. Đó, còn mới chưa có sử dụng. Thì mình để bãi lâu ngày thì nó bị rách cái bao thôi. Em sẽ lấy ra cho mọi người xem cái độ mới của nó nè. Đây, thì nói chung là vì nó là cái hàng chưa có sử dụng nên là nó không mất rất là mới nha anh em. Đó, bên trong thì nó chỉ dính bụi thôi. Đó, còn lưới độc đồ này nọ thì rất là mới nha. Đó, hai vân thép đồ này nọ nha anh em. Rất là mới, chưa có sử dụng ha. Cái này thì phù hợp anh em mình có thể sưu tầm. Bản độc của mình là bản độc 9 ly. Cái độc nhật ha. Còn tem còn đồ luôn nha anh em. Đây, best quality ha. Best là nhất anh em. Thì cái này chắc cũng là một cái độc xịn ha. Đó. Rồi, bản 9 ly ha. Đường kính bản độc của mình là 9 ly. Là một phân ha. Rồi 61-5 nha, 180.000. Rồi 61-6, một cây cưa, cưa gỗ ha, một cây cưa cán gỗ, cưa gấp ha. Đó. Còn bao luôn. Thì cái này thì nói chung là nó cũng đã có qua sử dụng rồi, nhưng mà về ngoại hình thì nó cũng còn khá là tốt nha anh em. Cái này là một cây cưa, đó chốt của nó là mềm đồng hết ha. Đó, là mềm đồng nha anh em. Chốt đồng. Đây, về phần rang cưa thì nói chung là nó còn khá là mới, khá là ổn nha. Đó. Thì cái này thì chắc nó cưa lướt qua rồi nha anh em. Đó, nó cưa lướt qua rồi, nói chung là vẫn còn bản nha. Mình sờ lên vẫn có độ nhám nha anh em. Đó. Đây, thì cái rang nó rang như thế này nha, rang yển thì phù hợp với anh em mình có thể mình cưa cành tươi rồi ha. Đó. Con này thì nó nhìn đặc sử dụng lướt qua ha, còn chốt của này nọ thì còn khá là mới. Đó. Một cái cưa gấp. Và con này thì cái phần chiều dài lưỡi sử dụng của mình á, mình đo ra được là tầm 21 cm nha anh em. Đó, tầm 21 cm. Rồi, anh em nào mình thích con cưa này. Đây, bên ngoài đây nó có để nè. Đó, 21 cm ha. Đây là chữ nhật của nó nha anh em, tinh hẳn. Đó. Con này thì nó có cái vỏ bọc ngoài ha. Đó, vỏ bọc ngoài. Rồi, 61,6 nha, 180.000. Rồi 61-7 thì con này thì cũng tương tự thôi mà cũng không có vỏ nha anh em. Con này thì không có vỏ bên ngoài. Con này thì đó chớp cũng là mềm đồng hết ha. Đó. Đây, chữ đây anh em. Đây, đây là phần lưỡi ha. Đó, phần răng như thế này ha. Thì những cái con này thì phù hợp với anh em mình cưa cành tươi được ha. Đó, cưa cành tươi. Răng diện ha.
Con này thì phần chiều dài lưỡi sử dụng của mình á, mình đo được là 18 cm nha anh em. Đó, phần lưỡi sử dụng của mình á, mình đo được là 18 cm. Đây, chữ hai bên ha. Cây cưa gấp căng gỗ. Rồi. 61 gạch 7 nha, 150.000. Rồi 61 gạch 8 cũng 150.000 luôn. Đó, một cây cưa. Cho nên mình rừng ha, thì bề ngoài nó giống như một con dao nha mọi người. Đó, bề ngoài nó giống như con dao nhưng mà bên trong thì nó là chiếc cưa ha. Đó, cưa hai mặt, đó, một mặt trơn rồi một mặt như thế này nữa ha. Đó, rất là thuận tiện luôn. Con này thì đến từ nhà Murai. Đó. Hãng Murai ha. Thì cái phần chiều dài lưỡi đó mình đo được nè anh em. Đó, tầm khoảng là 8 cm ha. Đó. Còn khá là đẹp, khá là mới. Đó, còn gỗ luôn anh em. Rất là thuận tiện như một cái con dao găm ha. Đó. Rồi nếu mà anh em mình thích cái con dao này, mọi người chốt giúp em mã số là 61 x 8 nha. 160.000, em nhầm hai cây cưa. Đó, 61 x 8 160.000. Rồi 61 gạch 9, một cây cưa gấp ha. Cây này thì đến từ nhà Rajusao. Đó. Đây. Về ngoại hình nó thì cũng còn khá là ok nha. Đó. Đây, gấp rồi ha. Đó. Thì khi anh em mình sử dụng xong đó, thì mình nhấn nút này, nó sẽ tự động tạo về. Đó. Còn cái nút này thì để anh em mình tăng chỉnh cái độ cứng của lưỡi ha. Đó. Rồi, mình xem sơ lược về phần răng ha. Đó, phần răng thì nói chung nó còn đều hết cho anh em, nó không có bị mẻ răng nào cả. Đây, đây là phần răng của mình ha. Đó, không có bị mẻ răng nào nha mọi người. Còn khá là vắng, một cái cưa gấp. Thì chiều dài của này là lưỡi của nó là dài được 19 cm nha. Đó, 19 cm. Một cái cưa gấp của nhà Rayoso. Đó, hãng ở đây ha. Khá là thuận tiện ha. Rồi, anh em nào mình thích cái cưa gấp này, mã số của mình là 61 gạch 9 nha, 200.000. Rồi 61 gạch 10, một cái cưa của ARS. Đó, còn khá là đẹp ha. Đó. Đây, một cái cưa của ARS. Thì cái lưỡi thì nó nhăm nhăm như thế nào thôi anh em, nhưng mà nó còn khá là bén. Đó, quan trọng là lưỡi này không có bị mẻ răng nào nha. Đó. Con này thì cưa gấp nha, của nhà ARS. Đây, cán là cán mình nhựa cứng nha anh em. Nhựa cứng ARS ha. Con này thì chiều dài lưỡi của mình là 18 cm nha. Đó, 18 cm luôn. Chiều dài lưỡi của mình 18 cm. Rồi. Mã số của mình nha, 61 gạch 10, 200.000, cái cưa ARS ha. Rồi mã số 11. Một con bào gỗ ha. Một con bào gỗ bự. Con này thì chiều ngang nó bự nha anh em. Đây, chiều ngang của nó là lên đến là 8 phần rưỡi ha. Đó. 8 phần rưỡi. Còn chiều dài của nó là 27 cm. 27 cm ha. Về phần lưỡi bào thì cái phần lưỡi bào của mình đo được là 7 cm ha. Đó, rất là bự, con bào bự nha anh em. Một cái con bào bự. Đó, phần lưỡi bào của mình là 7 cm. Và phần lưỡi bào của nó thì đây anh em mình có thấy những cái phần thép nó tách ra này. Đó, cái lưỡi này là lưỡi ghép nha anh em. Có thể là lưỡi ghép ha. Đó. Đây là phần lưỡi. Đây là cái phần bản nó ha. Một cái con bào hoàng bản Nhật ha. Con này thì nó nặng anh em. Nặng ký mốt. Đó, nặng ký mốt lần ha. Rồi. 61 gạch 11 ha, 200.000 cho cái bào này ha. Rồi mã số 12. Mã số 12 của mình là một cái combo. Gồm một cái bào nhỏ mini và một cái bào như thế này ha. Rồi, đầu tiên. Đầu tiên của mình là một cái con bào mini ha. Đó, một con bào mini. Đây phần lưỡi đó ha. Thì nói chung là nó cũng kiểu để bãi lâu anh em thì cái lưỡi nó sẽ không được bán ha, mọi người có thể về mình mà lại. Đây, cái phần lưỡi của mình sử dụng là 4 cm ha. Đó, 4 cm, chiều dài 18 cm ha. À, 18 cm, nhỏ gọn anh em, cần ngang tay của mình thôi. Chiều ngang này của mình đo được là 5 cm ha. Đó, đây là con thứ nhất ha. Đó, một cái bò gỗ nhỏ. Rồi cái thứ hai thì cái này nó thiết kế không có cái nem nha. Đó, nó thiết kế như thế này luôn, nó găm thẳng luôn, không có nem, thì anh em mình đóng xuống sử dụng thôi. Đó. Và đây là phần lưỡi nó thì nói chung nó thiết kế xiên xiên như thế này nha anh em. Đó. Thiết kế kiểu xiên xiên như thế này. Chiều ngang con này là 7 cm ha. Chiều dài là được 22 cm. Đó, 22 cm ha.
Rồi đây là ngoại hình ha, ngoại hình của hai chiếc. Đó. Rồi combo này 61 gạch 12 nha, 180.000 gồm hai chiếc nha anh em. Đó, 61 gạch 12. Rồi 61 gạch 13. 61 gạch 13 của mình là một cái sản ha. Đó. Một cái sản thì chất liệu làm của nó là màng thép không rỉ nha. Đó. Sản là màng thép nha anh em, màng thép không rỉ stainless ha, stainless steel. Đó. Logo biểu tượng của hoa hồng đây ha. Về ngoại hình thì nó trông hàng bãi nên này nọ thì nhiều khi nó cũng có những cái vít mốt nhảy như thế này nha. Đó, vít mốt nhảy như thế này. Đó. Về phần cái đầu dùng thì nó bên đây này anh em, nó có một cái khóa này. Đó, cái này là để treo này, nhưng mà nó cũng bị mốt rồi thì cái này thì anh em mình về mình mở ra, mình chỉnh lại ha, để mình lấy cái khóa ra này này. Đó, mình ra mình treo. Đó, mình treo rất là thuận tiện luôn ha. Thì con này nó làm bằng thép không rỉ nha mọi người. Đó, stainless steel, thép không rỉ nha. Đó. Cái này thì cũng khá là bự. Chiều dài mình đo được ha. Gần 30 sen ha. Rồi, bề ngang của mình là 8 sen. Đó, phần này là 77 sen. À, trên cái phần sẵn thì nó sẽ có những cái mực đo như thế này để anh em mình định lượng ha. Rồi, cái này ha, mã số của mình 61 gạch 13 nha, 100.000. Rồi 61 gạch 14, một cái thước thủy ha, một cái thước thủy mini. Đó, thì cái này thì nó cũng có 500 feet anh em, nhưng mà nó yếu tại vì nó nhỏ. Đó. Vẫn có hít nhưng mà nó hít yếu nha anh em, hít rất là yếu. Đó. Con này thì nó có hai cái ống thủy để anh em mình căng. Hai cái ống thủy để anh em mình căng ha, mực nước đầy đủ. Phần này để anh em mình ghim. Phần này để anh em mình treo móc ha. Đó. Mini nhỏ gọn đang làm bằng tay này ha. Đó. Đây, tem chữ nhật này anh em. Nói chung nó cũng bay màu rồi. Hàng bãi để lâu ngày ha. Rồi, mã số mình ha, 61 gạch 14 100.000 cho cái thước thủy này ha. Rồi mã số 15. Mã số 15 của mình 200.000 một cái các ống ha. Thì cái này đến từ hãng MCC. Nó hãng MCC Japan ha. Và cái này thì nó các ống nhỏ. Nó cắt được ống từ phi 27 ống phi 27 để xuống ha. Đó, ống phi 27 để xuống. Và về ngoại hình thì nói chung là nó còn khá là đẹp ha. Nước sơn zin của nó màu đỏ cũng còn khá là đậm nha anh em. Những cái vết tróc như thế này là do hàng bãi lâu ngày mình để này nọ ha. Đó. Lò xo đồ hoạt động bình thường nha anh em. Đó. Lưỡi cắt đồ còn zin nha, còn mới. Con này thì còn khá là đẹp. Đây. Thì mọi người lưu ý ha, những con này thì nó sẽ cắt được ống phi 27 trở xuống nha, ống phi 27 trở xuống. Đó, loại nhỏ nha anh em, loại nhỏ ống phi 27. Đó, hoạt động được bình thường nha anh em. Ốc vít đủ đầy đủ ha, có một cái khóa treo. Có một khóa treo, đó. Đây, nhỏ gọn ha. Nhỏ gọn các được ống phi 27 nha anh em. Lưu ý giúp em, các được ống phi 27. Rồi mã số của mình nha, 61 gạch 15 200.000. Rồi tiếp theo mã số 16 ha, 61 gạch 16 350.000 là một cái cây uốn ống của Mỹ ha. Đó. Một cây uốn ống của Mỹ thì nói chung là hàng bãi nơi này nọ thì nó sẽ có những cái vết cắn như thế này nha anh em. Đó, nó có những cái vết cắn như thế này nhưng mà quan trọng là cái lòng bên trong của mình nè. Đó. À, cái lòng bên trong của mình không có ảnh hưởng gì hết ha. Đó, cái lòng để anh em mình uống nè. Đó. Cái này thì nói chung nó sai được nè. À, nó sai để anh em mình có thể thuận tiện để mình tăng chỉnh ha. Đó. Đây. Đây anh em mình xem cái phần lan bên trong nữa ha. Đó. Đây. Đó. Thì bên ngoài thì nó sẽ có những cái vết tróc xi và những cái vết cắn nhẹ nha. Đó, do hàng bãi. Đó. Đây, con này thì những cái thông số nè, anh em mình có thể xem giúp em. Đó. Cho anh em mình uống ống. Đó. Đó là những cái thông số của nó nha. Thông số ngoại hình. Thì con này là đến của Mỹ nha anh em. Đây. Con này là của Mỹ. Đó. Chicago ha, của Esmond Chicago USA. Đó, sản xuất tại Mỹ nha anh em. Cái uống ống thì cái này thì nó để là 3 tới 8. Thì cái đầu cái con ống của mình uống chắc từ 3 tới 8 nha anh em. Thì cái đó là theo cái phỏng đoán của em thôi chứ còn cũng không có rành lắm ha. Những cái này thì anh em mình chuyên nghiệp mình đã từng sử dụng qua thì mình sẽ biết ha. Đó. Một cái cây uống ấm của Mỹ ha. Rồi. Đó về hiện trạng của nó nha, nó cũng khá là dài nha anh em.
khá là dài và cầm kênh. Chiều dài tổng thể của mình nó lên đến 35 cm á, khá là dài nha. Đó, một cái uốn ống ra thì mình có thể xoay được này, xoay tròn, xoay 90 độ đó ha. Đó, cái uốn ống ha. Đó, rồi thì cái uốn ống này của mình nha, 61-16 350.000. Rồi mã số 17. Mã số 17 của mình là một cái bộ lục giác gồm có 12 chi tiết ha. Thì từ 1.1 ly 1.27 mm cho đến 10 ly. Bộ này là của nhà A. Đó. Chất liệu làm của nó thì từ những cái thép mà vanadium này, lít denim đó, chrome, nickel, nói chung là những cái vật liệu để cho nó cứng nha anh em. Tại vì những cái đầu lục giác thì anh em mình phải có độ cứng mà mở được ha, nó không bị toe. Đó. Thì cái bộ này đây thì hiện trạng nó sẽ lên như thế nào nha anh em. Đó. Đây gồm một cây 1.27 này, 1.4 này, 1.5 này, 1.8. Hai con này thì đây thì một bộ dính của nó như thế này nha anh em. Đó thì hàng 7 có sao để dạy ha. Đó, 4 thì cái đây là lục giác 5 nha, lục giác 5 như đó nó thay thế anh em. Nguyên mà nó màu đen nhưng mà con ăn thì màu trắng nha. Đó. Lục giác 5. Đó. 10 8 6 5 4 ha, 3 2.5 2 1.58 1.5 1.4 và 1.27 ha. Đó, gồm 12 cây nha anh em. Gồm 12 cây. Đó, đầu rồi còn ngon hết nha anh em. Đây anh em mình xem chú cái đầu này đó. Không có bị loe loét gì đâu ha. Đó, tại vì nói chung nó đã nhiều điện cứng rồi. Rồi nguyên một bộ như thế này nha, 12 chi tiết, giá của mình là 180.000, 61-17 nha, 180.000. Rồi 61-18 là một cái con dao ha, dao bếp. Đó, con dao này thì làm bằng chất liệu là stainless steel, thép không rỉ nha, và đây là chi nhật của nó. Đó. Đây. Còn khá là bén nha anh em, nó con này rất là bén luôn, và khá là sáng. À, con này thì anh em mình về mình dùng luôn ha. À, đây đây là cái chữ của nó nha. À, stainless thép không rỉ nha anh em. À, con này á thì độ dài của mình ha, độ dài của mình là 2 ly. À, độ dài của mình là tầm 2 ly ha. À, về phần cái bản dao này á là 4 sen. À, 4 sen ha. À, chiều dài tổng thể của mình á là được 27 sen và phần lưỡi của mình á là được 16.5 nha anh em. Lưỡi của mình 16.5. Rồi một cái con dao Santoku ha. À, 61-18 180.000 ha. À, còn khá là đẹp. Chắc điều là mình thép không rỉ nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 12 cũng dao 7 anh em. À, con này thì để anh em mình gọt cái cây này nọ ha, khá là bán. Đây. Đó. Đó, thì con này thì nó không có chữ nha anh em, nhưng mà khá là bán luôn. À, làm 3 chốt ha. À, làm miền 2 chốt. Đó. 2 chốt. Còn khá là mới và đẹp ha. À, khá là mới và đẹp. Thì đây. Đó, 61-19 nha. À, 80.000. Thì con này thì độ dài trong phần cán này này là mình đo được là gần 2 ly ha. À, 2 ly. Nó sẽ mỏng mỏng và dài về mũi nha anh em. Mỏng dài về mũi. Chiều dài của mình là được 13 cm ha. Đó. 13 cm. Rồi anh em nào mình thích cây dao này, mọi người chốt cho em mã số là 61-19 nha, 80.000. Rồi tiếp theo một con dao Yuto ha. Đó, con này thì đây anh em, chữ đây ha. Đó, anh em nào mình biết hãng thì mình xem ha. Đó. Đây, đây là những cái làm văn lớp thép của nó ha. Đó. Con này thì đây, phần mũi thì nó bị mẻ mẻ vài miếng nha anh em. Đó, một miếng này. Đó. Tại vì nói chung là thằng bảy này là nó cắn. Còn nói chung là những cái thằng dao này thì mọi người về mình mài lại giúp em ha. Tại vì em không rành mà mài, thí dụ mài nhiều khi nó phạm ha. Đó. Khâu nhựa nha anh em, con này thì khâu nhựa. Đây.
khâu nhựa. Con này thì cái sóng nó dài nha anh em. Đó, con này 3 ly. Đó, độ dài của nó là 3 ly lần ha. Đó, 3 ly. Đó, phần này mình đo được là 3 phân ha. Đó, 3 phân con YouTube. Thì con này cái phần lưỡi của mình nè. Chiều dài lưỡi của mình là được 21 cm ha. Đó, chiều dài lưỡi của mình 21 cm. Rồi mọi người xem lại một lần nữa ha. Đó. Đây là phần chữ của nó nha anh em, chữ tinh hẳn này nọ ha. Đó. Tình trạng nó như thế này nha. Rồi. Mã số của mình nha, 61-20 320.000. Rồi mã số 21 của mình là một cái cây cân cành ha. Đó. Đây, cây này thì có chữ đó anh em. Đó. Chữ đây ha. Về ngoại hình thì nói chung là nó như thế này nha. À, anh em mình về mình mài lại để mình sử dụng ha. À, còn cái này hàng bãi. Đó, thì có sao em Thắng sẽ quay kỹ cho mọi người ha. Đây, về phần lưỡi thì nó cũng có bị nhăm nhăm như thế này nha. Đó, chưa có vệ sinh nha anh em mình về mình có thể vệ sinh là giúp em. Đó. Đây. Em Thắng sẽ quay kỹ ha, mọi người mình xem kỹ giúp em. Đó là mặt bên này ha. Đó. Để mình về mình mài lại. Đó, lò xo ốc đồ này nó đầy đủ ha. Đó, chữ hai mặt ha nha anh em. Đó, hai mặt chữ. Con này thì anh em mình có tiêu về làm cái chốt, chốt dây. Đó. Con này là size bự nha anh em, size nó size 20. Size là size 20 ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích cái kéo này về mình dọn thì mọi người giúp em mã số là 61-21 nha, 250.000. Rồi. 62-22 một cây cặp xéo. Đó, cây nào thì nói chung là anh em mình về phải dọn lại rồi. Đó. Đây. Về mài lại ha. Đó. Về phần mũi với phần miệng nó như thế nào nha anh em. Cây này thì nó không có chữ. Hàng bãi ha. Đó. Cây cặp xéo. Cây này về anh em mình dọn cặp cũng khá là tốt. Con này thì chiều dài tổng thể của mình á mình đo được là 17 cm ha, 17 18 cm. Đó. Đây, mọi người xem lại về sơ lược về ngoại hình nó lần lần nữa ha. Đó. Đây, nó mềm mại như thế này nha anh em. Đây mình về mình mài lại giúp em. Đó. Rồi. 61-22 ha, 230.000. Rồi mã số 23 ha, một cái cây comba. Sai khổng lồ cho anh em mình làm nghề ha. Con này thì rất là nặng anh em, cân nặng của nó là một ký mốt nha anh em, một ký mốt có dài thăm thẳm luôn ha. Đây em sẽ đo chiều dài cho mọi người nè. Rồi con này nó dài tổng thể là 50 cm nha, đó, nó dài tổng thể là 50 cm nha anh em, rất là dài luôn, đó, hai găng tay rưỡi ha. Đó, hai găng tay rưỡi. Đó, nó dài 50 cm. Đó, nó dài nửa mét ha. Đó, rất là dài luôn. Một cái dụng cụ cho anh em mình làm nghề. Đó. Đây, đầu đồ này nó còn ok hết nha anh em. Đó, đầu con voi còn ok hết ha. Đó, về ngoại hình. Một cái combo ha, rất là dài và rất là nặng luôn. Rồi, nếu anh em nào mình thích cây combo này mọi người cho giúp em mã số là 61-23 nha, 380.000. Rồi còn nếu mà anh em nào mình thích cái loại nhỏ nhỏ thì mình chốt con này. Đó, con này thì mã số của mình là mã số 24, 170.000 ha. Đó, còn khá là mới luôn. Đó, thì những con đầu này thì nó nhiệt liền màu đen nè để cho nó tan cái độ cứng ha. Con này thì nhỏ gọn, đây logo của nó đây ha. Con này thì chiều dài của mình thì nó dài tổng thể mình đo được ha, 18 cm. 18 cm nhỏ gọn cho nên mình làm những việc nhỏ. Rồi 61-24 170.000. Tiếp theo mã số 25 ha, mình qua những cây búa. Đầu tiên 61-25 180.000 ha, một cái búa bi của nhà OH. Cây này thì rất là nặng ha, cân nặng tổng thể của mình á là được
800 g nha mọi người. Đó, 800 g một cái búa của nhà OH ha. Đó. Đây. Nặng 800 g nha. Đó. Đây, vì chiều dài tổng thể. Chiều dài tổng thể ha. Chiều dài tổng thể mình đo được là tầm khoảng là 25 cm. Đó, cái cán nó ngắn ha. À, cán nó ngắn. À, 25 cm. Về đường kính đầu búa là được tầm khoảng là 30 ha, 32. 30 32 đó ha. Ừ. Cân nặng là 800 g. Cái búa này thì đến từ thương hiệu là nhà OH. À, nhà OH ha. Rồi, mã số của mình 61 gạch 25 nha, 180.000. Rồi mã số 26 là một cái búa đầu nhựa. À, đầu đầu cao su, đầu nhựa cứng. 61 gạch 26 180.000 luôn, cũng nó đến từ thương hiệu nhà OH. À, đầu búa thì nói chung nó đã qua sử dụng rồi nên là sẽ có những cái vết như thế này nha. Đó, em sẽ quay kỹ cho mọi người. Ừ, đây. Đã có qua sử dụng rồi nha anh em. Hai đầu nhựa đó. Thì cái này thì anh em mình có, nếu mà có thể thay thế cái này mình dạng là nên mình thay thế được nha anh em. Đó, của búa của nhà UH nha. Thì con này nó nặng tổng thể là 0.5. À, tính luôn phần cán thì mình lấy cái, à, trọng lượng của mình là gần 600 g nha, gần 600 g. À, cán này thì làm bằng nhựa sợi thủy tinh. Đó. Búa nhà UH ha. Đó. Vỏ rồi còn rất là đẹp nha anh em. Ừ. Đầu thì nói chung nó đã có qua sử dụng rồi. Rồi 61 gạch 26 nha, 180.000. Rồi mình qua mã số 27. Mã số 27 150.000 ha, một cái búa đầu vuông. À, còn khá là mới nha, nên mình cứ ra thêm xin cái đầu này. Đó. Còn khá là mới luôn. Cái này thì trọng lượng của mình là 225 g. Thì mình cân nặng tổng thể tính luôn phần cắn là được hai tầm khoảng là 250 gram nha mọi người, 250 gram. Đó. Rồi, chữ ra đây là phần đầu búa rất là mới ha, hàng bãi thì này nọ thì nó có những cái vết đen nha anh em. Con này thì đường kính búa lớn mình, đường kính lớn nhất của mình là chỗ này là 20 nè anh em ha. Đó, 20 ly. À, còn về chiều dài tổng thể thì nó rơi vào tầm khoảng là 30 cm. Đó, 30 cm. Rồi, anh em nào mình thích cái búa này, mọi người cho giúp em mã số 61 gạch 27 nha, 150.000. Rồi 61 gạch 28. 150.000 luôn. Đó, một cái búa đầu. Đây, đầu nhọn. Đó. Cái búa này thì đây, tên hãng đây ha. Đó. Toàn chữ Nhật không anh em. Đó, thì cái này là cái nem để anh em mình đóng giữ cho chặt đầu búa ha. Còn cái này thì nó trang bị cho mình cái phòng vỏ nhựa. Nó bọc đây không biết để làm gì nha. Anh em mình không dùng thì anh em mình tháo ra nha anh em. Còn đây là cái đầu nhọn nhọn của nó. Còn đây là đầu đóng ha. Ừ. Thì ngoại hình nó còn khá là mới nha. Đó. Thân gỗ này nọ thì nó còn khá là mới, còn tem luôn. Rồi con này thì đường kính mình đo được ha. Đường kính mình đo được phần đóng là 15 cm. À, tầm khoảng là 15 ly ha, à, 1,5 phân. Rồi cân nặng tổng thể của con này 220 gram ha, à, 220 gram, cắn dài nha anh em. Con này thì cắn nó cắn dài. À. Cá mình đo được là 40 ha. Rồi mã số của mình 61 gạch 28 nha, 150.000. Rồi tiếp theo mã số 29 ha. À, mã số 29 của mình là một cái búa tạ. À, cái búa này thì nó còn chữ anh em, nó còn chữ Nhật còn nữa ha. Đó. Đây. Nhưng mà hàng bãi này nó đắt quá nha anh em. À, cái này thì 2LB. 2LB ha, cân nặng của mình á là 1,1 kg nha anh em. Đó, con này cân nặng của mình là 1,1 kg. Thì cái này đầu búa này nó cũng khá là đẹp nha. Đó, nói chung là nó đã sử dụng lướt qua rồi nha anh em. Mua về mình sử dụng ha. Cái này thì đường kính 3,7 ha, 3,8. Chiều dài tổng thể của mình á thì nó rơi vào tầm khoảng là 30 cm ha, 30 cm. Đó, trong đó đã có qua sử dụng rồi nha anh em. Đó, búa này thì
một cái búa tạ nặng ký mốt cho anh em mình về sử dụng ha. Rồi 61 cả 29 nha, 250.000. Rồi mã số 30. Mã số 30 của mình ha, một cái búa của nhà Đốc Du. Đó, còn khá là đẹp ha. Đây. Một cái búa của nhà Đốc Du ha. Đó. Nhà Đốc Du mấy chị nha bên. Cái búa này thì cắn là bằng gỗ. Trên đây thì nói chung là nó thiết kế cái đầu như thế này nha. Đây là cái phần logo của nó. Đầu búa thì còn rất là mới nha. Đó, vuông vức. Cái này thì nếu mà anh em mình sưu tầm thì mình có thể về mình vệ sinh lại để cho nó đẹp hơn. Cái búa này thì cân nặng tổng thể của mình á 510g nha mọi người. À, nặng 510g và cái này là cái phần nem của mình để mình đóng cho nó chặt ha. Đó. Một cái búa nhà Đốc Du. Rồi, cái đường kính vuông này của mình á là 2 ly 2 ha, 2/2. 2/2 ha. À, còn tem luôn nha anh em. Rồi, anh em nào mình thích cây búa nhà Đốc Du này, mọi người chốt giúp em mã số là 61-30 nha. 210.000. Rồi, tiếp theo mã số 31. Mã số 31 của mình ha. Một cái búa của nhà Rico. Đó, nhà của nhà Rico ha. Đó, cái này thì nó thiết kế cho mình một cái tấm ngoài sao ha, để mình treo. À, mình treo nè. Rất là tận tiện. Việc cán búa thì nó làm bằng những sợi thủy tinh ha, rất là dẻo dai và chắc chắn. Đây là cái đầu bãi đinh của mình ha. Đó, đầu bãi đinh mình cũng khá là đẹp. Đây là đường búa ha. Đó, những đường sọc caro. Đó, đáng chống trượt ha, đáng chống trượt. Con này thì đường kính mình đo được là 26 sen ha, 26 ly, 2/2/6 nha. Đó. Cũng khá là bự nha anh em. Cái búa này thì cân nặng của mình á là được 610g. Cân nặng của mình là 610g nha. Rồi. 61-31 ha, 220.000. Rồi mình qua mã số 32. Mã số 32 của mình là một cái cáp cách tôn. Đó, cái này thì chất liệu của nó là làm bằng thép không rỉ stainless steel ha. À, nó đến từ thương hiệu nhà MCC Japan. Đó, nhà MCC Japan. Thì cái chung cái này thì còn khá là mới nha anh em. Đó, anh em mình có thể xem phần lưỡi cát này nọ này. Đó. Lưỡi cát còn khá là mới nha. Đây. Thì tăng giá được luôn nha anh em. Cái này cái tôn nhưng mà lưỡi cát nó rất là bán ha. Đó. Có thể cắt giá được luôn ha. Đó. Về ngoại hình nó thì nó còn khá là mới nha. Đó, vỏ đồ này nọ thì nói chung là lành lặn, không có bị rách hay bị cắn gì nha anh em. Chiều dài tổng thể của mình 21 cm. Đó, 21 cm ha. Rồi, anh em nào mình thích cái kéo cắt tôn này của nhà MCC, mọi người chốt giúp em mã số là 61-32 nha. 200.000. Rồi tiếp theo mã số 33. Mã số 33 của mình là một cái mỏ lít ngang. Đó. Loại 280mm của hãng Tớp ha, Japan. Thì về ngoại hình con này thì nước xi nó còn khá là ổn ha. Đó. Nước xi nó còn khá là sáng. Về phần ngàm thì nói chung là nó đã sử dụng nước qua rồi, nên nó không có những vết loe nhẹ, nhưng mà nhìn chung quay lại thì cũng còn khá là ổn ha. Đó. Đây. Thì con này cái được loại 280mm này á, thì cái đường kính mình mở ra bự nhất á là tầm khoảng là 7 sen. Đó, 7 sen ha. 7 phân. Đó, đã làm ngầm bên trong. Đó. Hoạt động ở trơn tru ha, anh em mình về chỉ việc sử dụng thôi. Đó, chiều dài tổng thể của mình là 28 sen. Đó, chiều dài của mình là 28 sen. Rồi, mã số của mình ha. Rồi, 61-35 ha, 250.000. Nhầm nha mọi người, con này thì mã 33. 61-33 nha, 250.000. Rồi, mã số 34. Mã số 34 của mình là một cái cây mỏ đất răng. Đó, cây này thì đến từ thương hiệu là nhà Mitsubishi nha. Đó, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng nha anh em. Đó, thương hiệu nhà Mitsubishi. Về ngoại hình nó thì nó trông nước xi này nọ thì nó đã tróc rồi ha. Đó, và size của nó là size 200mm, size nhỏ nha anh em. Đó, size nhỏ, 200mm. Chiều dài của mình là tầm một găng tay của mình ha, 200mm. Đó. Nó đến từ thương hiệu là nhà Mitsubishi. Thì những cái dụng cụ của nhà Mitsubishi thì nói chung là nó khá là chất lượng ha. Đó.
Đây thì em sẽ đo cái ngàm mỡ của mình ha. Cái ngàm này nếu mà anh em mình sử dụng sẽ mở được ốc tầm khoảng là 35 trở xuống nha. Đó, tầm khoảng là ốc 35. 35 ly ha, 35 36 ly. Ren cỏ rồi này nọ thì ok nha. Những cái con này thì những cái phần ren ngàm nó làm khá là chắc chắn nha nè. Đó, một cái mẫu lớp ren ha. Thì ngoại hình nó thì nó hơi cũ kỹ tí, nhưng mình hàng của Mitsubishi nha. Đó, Mitsubishi. Rồi, cái này ha, mã số của mình 61 gạch 34 ha, 180.000, loại 200 mm ha. Loại 200 mm. Rồi, mã số 35. Mã số 35 của mình là một cái khóa 4 số ha. Đó, 61 gạch 35 200.000. Thì 4 số này sẽ gồm có số là 13 này, 17 và 14, 19 ha. 13, 14, 17, 19. Đó. Đây, đây là những cái phần ren bên trong ha. Đó, nó còn rất là mới nha anh em. Đó. Đây, phần ren bên trong này nó cũng rất là ok nha. Đó, hoạt động ở trên tôn nha em. Đảo chiều ha. Đó, đảo chiều. Rồi thì cái này là cái khóa 4 số nha, 4 số 10, 13, 14, 17, 19 ha. 61 gạch 35 200.000. Rồi mã 16 thì hai số ha, 10 và 12. Đó, thì cái này 100.000 ha. Đó, ngoài hình nó thì nó bị tróc xe tí, nó đến từ hãng tớp ha. Hoạt động ở trơn tru nha em. Đảo chiều. Rang bánh luôn ok hết nha em. Chỉ mô tô là nó tróc xe nhẹ thôi. Đến từ hãng tớp, hai đầu của mình là 10 và 12 ha. Rồi 61 gạch 36 nha, 100.000. Rồi mã số 37. Một cái cần mở ốc đa năng, mở ốc nhanh ha. Và bóng nhanh thì cái này thì anh em mình chỉ việc mình kẹp thôi đó, mình bỏ vô mình kẹp ốc ra xong mình thả ra tự động nó sẽ khít lại mình sử dụng ha. Đó. Đây 61 gạch 37 nha, 200.000. Thì cái này là size 250 mm ha. Đó, size 250 mm, chiều dài của mình là 25 cm. Đó, 25 cm, đến từ thương hiệu là nhà tớp ha. Nhà tớp Japan. Đó. Đây ren ngầm đồ còn ok nha anh em. Size 250 mm ha. Rồi mã số của mình 61 gạch 37 nha, 200.000. Rồi mã số 38, một cái cần tự động cho nên mình sưu tầm hoặc sử dụng người đó ha. Thì cái này đến từ hàng của KTC. Thì nó chúng mình nó đến thương hiệu của KTC thì anh em mình chơi dùng cụ đồ nghiện khá là thích ha. Đó. Đây KTC ha. Cần tự động này là cần tự động 1/2 nha mọi người. Đường kính của mình là 12.7. Ốc vít đồ này nọ còn khá là mới nha. Đó. Ngàm nó cũng khá ok nha. Đó. Đây. Rồi đảo chịu ha. Hoạt động bình thường anh em, không bị lỗi gì hết ha. Đó. Đây là phần mặt trên, mặt dưới ha. Nước xi đồ này nó cũng còn khá là đẹp nha anh em. Đó. Đây mọi người có thể nhìn sơ lược về chiếc cần tự động của mình ha. Một cái cần tự động xịn sò luôn của nhà KTC. Thép alloy ha. Đó. Cái này thì dài 25 cm nha. 25 cm. Rồi 61 gạch 38 nha, 300.000 cho cần tự động của nhà KTC. Rồi 39, một cái mẫu lết cho anh em mình sưu tầm này, đó rất là đẹp luôn. Cái những cái nào thì chưa có sử dụng anh em. 61 gạch 39 230.000. Đó, một cây mỏ lết 250 mm ha của nhà Sanki. Thì cái này thì nó bị dính dần dần anh em về có thể đánh ra được ha để sưu tầm. Đó, cái này thì còn khá là mới và chưa có sử dụng. Size của mình là 250 mm nha. Đó, Japan. Của nhà Sanki ha. Đây, phần ngàm này anh em cũng đã thấy ha, nó không có sử dụng anh em. Đó, ngàm nó như mới luôn. Đó. Bánh cóc đồ này nó đẹp hết ha. Đó. Chỉ bị dính đắt thôi nha anh em. Dính đắt thôi. Chứ còn cái ngàm nó chưa có sử dụng, con này thì chưa có sử dụng ha, phù hợp với anh em mình sưu tầm. Đây. Thì cái size này là size 250 mm. Nếu mà anh em mình sử dụng á thì cái độ mở ngàm của mình nó sẽ tầm khoảng là 29 30 ha. 29 30 đổ xuống. Rồi, mã số của mình nha, 61 gạch 39 230.000. Rồi mã số 40.
Mã số 40 của mình là một cái mẫu lết Mỹ ha. À, một lết Mỹ 61 gạch 40 240.000. À, một cái mẫu lết 8 inch ha, à, đến từ nhà Proto. À, thì nhà Proto này là của Mỹ nha anh em. Đó, Made in USA. À, thì con Proto này thì chất liệu thép của nó cũng làm bằng thép alloy, à, bởi vậy rất là chất lượng ha. Viền ngàm của nó thì cũng còn khá là đẹp nha anh em. Đó, anh em muốn thể xem ngàm này. Đó, rất là đẹp ha. Ừ, của nhà Proto. Đó, 8 inch ha. Loại 8 inch này thì chiều dài của mình tương đương với là 20 cm nha anh em, size 250 mm đó. Đó, nhỏ gọn đang làm bằng tay này ha. Cái độ mở ngàm của mình nếu mà sử dụng sẽ mở được ốc tầm khoảng 24 25 trở xuống nha. Đó, loại 8 inch của nhà Brutto ha. Đó, thép alloy USA ha, của Mỹ ha. Rồi anh em nào mình thích cái mẫu led Mỹ này, mọi người chốt giúp em mã số là 61 gạch 40 nha. À, 240.000. Rồi, tiếp theo mã số 41 cũng là một cái mẫu led cho anh em mình sưu tầm luôn. Đó. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Gisuke, nó hàng nội địa Nhật ha, Japan. Những cái vết vàng này thì anh em mình về có thể mình vệ sinh lại để mình sưu tầm ha, nó rất là mới luôn, tại vì những cái này chưa có sử dụng đó, anh em thấy không? Nước xi nó trắng nõn hết ha, và ngàm thì nó không có một cái vết gì gọi là đã sử dụng nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn đó. Này rất là trẻ nha, thì cái con này là cũng size 200 mm, cái độ mở ngàm của mình là 24 25 trở xuống ha. Đó, của hãng Gisuke hàng nội địa Nhật, còn mới chưa có sử dụng. Nếu anh em nào mình thích cây mẫu lết này, mọi người có thể chốt giúp em mã số là 61 gạch 41 ha, 200.000. Rồi tiếp theo mã số 42 cũng là đến từ nhà Jisuke, thì cái này thì cũng tương tự cái kia ha, nhưng mà cái này thì nó đã có dùng lướt qua nhẹ rồi ha. Đó, lướt qua một một hai lần anh em. Đó anh em ha, ngàm nó rất là khít, nhưng một chỗ này thì nó có vết loe nhẹ này. Đó đây, còn một mặt bên này thì như mới chưa có sử dụng, thì đây là nó chỉ sử dụng một hai lần thôi anh em. Đó, con len này nó rất là tráng, hoạt động nó trơn tru. Đây, ngàm được đánh phao hết ha. Con này thì nó cũng đến từ nhà là Gisuke luôn, hàng JIT nội địa Nhật nha anh em. Đó, hàng JIT nội địa Nhật, Japan. Cái này thì cái độ mở ngàm của mình á, thì nó cũng là 20, tầm 24, 25 nha, tầm 24, 25. Bên này thì nó có bị loe nhẹ một cái, còn bên này thì như mới luôn nha. Đó, cái này thì chỉ sử dụng lướt qua thôi, anh em mình sưu tầm vẫn được ha, vẫn ok. Rồi, mã số của mình nha, 61 gạch 42 180.000. Rồi mã số 43 ha, một cái mẫu lết. Thì cái này thì nó thiết kế nhẹ ha, gọn nhẹ, và trên phần tay cầm thì nó sẽ có một cái lớp cao su như thế này ha, một cái lớp nhựa. Đó. Để đây mình cầm trơn. Êm tay ha. Đó, con này thì đây. Nó có chữ CRV nha anh em, là cái chất liệu thép của nó. Còn tên hãng thì nó không có ha. Đó, con này thì nói chung là ngoại hình nó còn khá là đẹp. À, nó có những cái mức vạch như thế này, này. Con này thì nó cái độ mở ngàm của mình lên đến là 30 luôn nha anh em. Đó. Không có hãng thì cũng có thể là hàng xuất và hàng Nhật đó, nhưng mà nó bay bay mất chữ nha anh em. Đó. Thì hiện trạng sau thì em thắng xe. À, để lại cho mọi người ha. Đó. Thì con này thì cái độ mở ngàm của nó nè, nó gần 30 luôn nha anh em. Đó. Size của nó là 20 thôi, chiều dài của mình là 20 cm thôi. Đó, chiều dài của mình 20 cm thôi, nhưng mà cái đồ mở ngàm của mình là đến đến 30 ha, như một cái camo led 250 luôn nha anh em. Ừ, còn khá là mới và khá là đẹp luôn. Ừ, mở ngàm rất là bự luôn. Đó, ren ngàm cũng khá là đẹp nha, khá là kích. Cái này thì cũng sử dụng lướt qua thôi ha. Rồi 61 gạch 43 180.000. Rồi tiếp theo mã số 44, một cây mỏ đó cho nên mình sưu tầm nữa nè. Đó, cũng đến từ nhà Sunky mới luôn ha. Hồi nãy có một cây 250 rồi, thì cái này là cây 150 mm ha. Đó, cũng chưa có sử dụng nha anh em. Anh em mình xem này, không có một cái vết gì gọi là sử dụng nha. Đó. Không có một vết loe luôn nha anh em. Con lăng này nọ thì nói chung là còn rất là mới. Đây. Ừ. Mới chưa có sử dụng ha. Con này thì cái size 150, cái độ mở ngàm của mình là 18 cm nha. Độ mở ngàm 18 cm phù hợp cho anh em mình sưu tầm. Ừ. Sưu tầm ha, của nhà Sunky Japan, còn rất là mới luôn, chưa có sử dụng. Rồi cái này ha, mã số của mình 61 gạch 44 ha, 150.000. Rồi tiếp theo mã số 45, cũng là một cây mỏ lết 150 mm luôn. Con này thì đến từ nhà Super ha, nhà Super, nhà Super Japan. Thì con này thì ngoại hình nó cũng như con kia, nhưng mà đây,
Nhưng mà cái ngàm thì nói chung là như là nó cũng đã có qua sử dụng nước rồi nha anh em. Đó, nhưng ngàm cũng còn khá là đẹp ha. Đó, không có bị loè. Đó. Này. Con này thì cũng tương tự ha. À, cái độ mở ngàm của nó là nó tầm khoảng là 18 anh em. Đây, đây là phần bên trong ha. Đó, phần bên trong của nó. Có những vết đen nhẹ ha. Đó. Cũng của nhà vậy ha. Thì con này thì nó hơi nó có sử dụng nước qua rồi. Giá của mình đó là 120.000 ha. Mã số 61 gạch 45 nha, 120.000. Rồi tiếp theo mã số 46. Mã số 46 ha, của mình là một cái vít vít gỗ đóng ha, một cái vít gỗ đóng của nhà vừa sale. Thì cái này là đầu bự nha, đầu của mình là đầu BH3. Đó, đầu BH3. Rất là dài luôn, cái này thì chiều dài tổng thể mình đo được là 30 cm. Đó, 30 cm nha. Phần sử dụng của mình nó là 150. Đó, cán gỗ ha, vít đóng. À, đầu đây là đầu đóng ha. Và đây là cái đầu vít của mình. Đó, như mới luôn ha. Đầu vít BH3, đầu vít bự nha anh em. Đầu vít bự. Đầu thì như mới luôn, cũng khá là đẹp. Cán gỗ. À, đến từ hãng là Vercel nha. Hãng Vercel. À. Rồi, anh em nào mình thích cái vít gỗ đóng của nhà Vercel này. Đầu BH3 nha. Mọi người chốt giúp em mã số là 61 gạch 46 150.000. Rồi tiếp theo mã số 47. À, 140.000 ha, một cây vít hồ lô. À, còn khá là đẹp, khá là mới nha anh em, của Vercel luôn. Đây. Nó còn những cái tem nào thì nói chung là nó còn khá là mới nha anh em. Đây phần vỏ đó ha. Đó, phần vỏ rất là đẹp nha, không có lỗi làm gì hết. Trên đây cũng vậy nha anh em. Đầu vít thì như mới luôn. Đó. Thì cái này thì nói chung là ngoại hình nó gần như mới anh em. Anh em mình có thể mua về mình sưu tầm cũng khá là ok nha, một cây tua vít của nhà hãng Vercel. Và chiều dài tổng thể của con này á thì nó lên đến là 30 cm luôn. Đó, rất là dài nha. 30 cm, phần sử dụng của mình là 20 cm. Phần sử dụng của mình 20 cm. Rồi. Cây này ha, một cái vít hồ lô. À, giá của mình là 140.000 nha, 61 gạch 47. Rồi mình qua bảng số 48, cũng là một cây của Vercel luôn. Đó. Đây, của nhà Vercel luôn ha. Đó. Thì cái này cũng là một cái vít đóng nha. Đó. Đầu đóng mình thì nói chung nó đã có đóng nước qua rồi nha anh em, đã có qua đóng nước rồi. Đây, đây là cái phần đầu mũi ha. Đó, không có bị mẻ mít cho anh em, nó bị dính đất thôi. Cái vít đóng ha, cái này là cái vít đóng luôn của nhà Vercel. Rồi chiều dài tổng thể của mình là 23 cm và phần sử dụng của mình là 10 cm ha. Rồi mã số ha, 61 gạch 48 120.000 cho cây tua vít đóng này của nhà Vercel ha. Rồi mình qua mã số 49. Mã số 49 của mình cũng là một cây vít đóng mà loại hồ lô ha. Đây. Cái đây vít này là loại đóng nha. Đó. Cái ngôi sao này thì là loại đóng nha anh em. Đó. Đây, nó đến từ nhà Vercel luôn. Đó. Màu tím là nó vít đóng nha anh em, của nhà Vercel. Màu đỏ là vít dương, màu cam là vít 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 âm. Đó. Đây nhà vừa sale rồi, đầu mũi nó thì cũng còn khá là đẹp nha. Đó, đầu mũi còn khá là ổn nha anh em, không có bị mẻ. Đó. Bốn cạnh đều hết ha. Đó. Chiều dài của mình là được 22 cm, 22 cm ha, một cây vít tua vít đóng. Rồi, 61 gạch 49 nha, 120.000. Cây vít đóng là hồ lô ha. Rồi. Tiếp theo mã số 61 gạch 50. Mã số 61 gạch 50 của mình ha, 80.000, một cái vít loại hồ lô còn khá là mới ha, cho anh em mình sưu tầm phải sử dụng. Đó, vỏ đồ này nó còn rất là đẹp nha. Đây là phần đầu mũi, thì cái vít này là vít BH1 nha anh em. BH1 đó nó bị dính đất thôi nha anh em, nó bị dính đất thôi. Bốn đầu mũi này nó cũng rất là đẹp. Cái này thì chiều dài của mình tầm khoảng là 17 cm, 17 cm ha, đầu vít BH1. Rồi 61 gạch 51 ha, 80.000. Rồi mình qua mã số 61 gạch 50 nha mọi người. Sorry. 61 gạch 50. 80.000. Rồi mã số 51. Mã số 51 là dụng cụ nãy giờ mình đo đây ha. Đó. Nãy giờ mình đo đây. Tay nãy giờ cầm miếng chín dầu anh em. Đó. Chín dầu. Tại vì nói chung là những hàng bãi nên là em vệ sinh rồi em tra dầu lên để bảo quản ha. À, chứ nói chung là những cái dụng cụ hàng bãi mà không có bảo quản thì lâu ngày nó sẽ bị rỉ sét nha mọi người.
Rồi 61 gạch 51 ha, 130.000 một cái thước dây còn khá là mới luôn. Cái này là loại 3 mét rưỡi hàng nội địa Nhật ha. Đây. Đó, cái này thì nó trang bị cho mình một cái khóa. Đó, đây. Rồi anh em mình nhìn sơ lược quá ha. Thì mặt chữ này nọ thì nó còn khá là sáng anh em. Đây. Đó, những cái này thì trước của nó là mình lắp thép, đó, lắp thép. Đó, nhiều khi anh em bảy trăm một loại nọ thì nó nhận hồi lại rất là nhanh nha. Đó. Rồi cái này thì loại 3 mét rưỡi ha, 3 mét rưỡi hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật. Đây, made in Japan luôn ha. Đó, vừa có dấu zip này, rồi vừa có made in Japan luôn. Đó. Còn khá là mới nha, anh em mình có thể xem mặt sau luôn này. Đó, khá là mới. Đây, anh em mình gặp, đặt xuống nó sẽ giữ và anh em mình bật lên nó sẽ thu về ha. Đó. Đó. Đó là về ngoại hình. Rồi anh em nào mà thích cái thước 3 mét rưỡi này hàng nội địa Nhật, mọi người chốt giúp em mã số là 61 gạch 51 nha, 130.000. Rồi mình qua mã số 52. Mã số 52 ha, của mình là một cái kiềm điện của nhà Fuji ra, cái này là cái xe bự ha. Đó. Rồi anh em mình nhìn sơ lược về lưới cát này, đó lưới cát rất là khít nha. Đó. Không khởi sáng. Về phần rang thì cũng còn khá là đẹp nha. Đó. Ừ, phần rang còn khá là ổn nha. Con này thì xe bự nha anh em. Đây. Cái rất ngọt nha. Đó. Đó. Chung cái vỏ thì nói chung nó hơi cũ tí, tại vì gần 7. Con này thì đời cũ ha. Đó, những cái lời đời mà nó dập chìm như thế này là đời cũ nha anh em, còn những cái hàng mà nó khác laser bây giờ thì là đời mới. Đó. Thì đời mới này nọ thì nó sẽ có sản xuất ở Việt Nam cũng có nha mọi người, và sản xuất ở Nhật cũng có. Đó, của nhà Fuji ha, thì cái vỏ thì nói chung là nó không có bị rách nhiều, nhưng mà đôi chỗ nó sẽ có những cái vết cắn cắn như thế này nha. Đó. Size bự nha anh em, con này thì size của mình là 21 nha. Size 21 22 vậy đó. Đó. Mình đo được là 21.5 nha, 21.5. Con này thì size bự. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm điện của nhà Fujisa này, mọi người chốt giúp em mã số là 61 gạch 52 nha, 200.000. Đó, vỏ hơi xấu tí ha. Rồi mã số 53. Mã số 53 của mình là một cái kiềm điện luôn. Cái này thì nó đến từ nhà Silver SK11 ha, hàng địa Nhật anh em. Đó, hàng địa Nhật dập chìm hết ha. Đó, về ngoại hình thì anh em cũng đã thấy ha, ngoại hình nó cũng còn khá là đẹp. Đây, về phần rang thì nó làm như một cái kiềm Mỹ anh em, đó những cái phần rang này rất là đẹp luôn. Rất là độc luôn. Đó. Ngầm đủ khít nha anh em. Đó, cái kìm này nói chung là ngoại quan mình đánh giá rất là ok. Đó, vỏ rất là dài dạng luôn. Nhà SK11 hàng nội địa Nhật nha. Đó. Đây. Cắt ra mạnh mẽ anh em. Cái này thì đây, lưỡi cắt đủ khít ha, ren ngầm nó còn rất là đẹp luôn. Đó, vỏ rồi lành lặn, không có bị rách, không bị cắn gì luôn nha anh em. Vỏ dài. Rồi con này thì chiều dài của mình nó là 19 cm ha. Chiều dài của mình là 19 cm. Và mã số của mình á, đâu nó rớt được cái mã rồi. 61 gạch 53 nha mọi người, 61 gạch 53 180.000. Rồi tiếp theo một cái kìm điện size 19 nữa ha. Đó, ngoại hình nó cũng còn khá là đẹp. Cái này thì nó đến từ hãng là IRK, nói chung là một cái hãng cũng nói chung là cũng hàng là nội địa Nhật nha anh em. Đây giao dịch đây ha. Nó rất nội địa Nhật. Đó, về ngoại hình thì nói chung cũng còn khá là ổn nha, khá là đẹp. Đó, rang cỏ đường khít nha anh em. Không có mẻ, không có khít. Đó, rất là khít ha. Đó. Về phần rang ngầm, thì nói chung mà nó cũng còn khá là ổn ha. Đó, phần rang như thế nào nha. Đây. Chắc ok nha anh em. Cái mạnh mẽ luôn, vỏ là vỏ trơn ha, vỏ nhựa trơn. Đó. Rồi cái này thì cũng size 19 nha, chiều dài của mình đo được là 19 cm. Rồi mã số của mình 61 gạch 54 ha, 180.000. Rồi mã số 55. Mã số 55 của mình là một cái kìm cắt ha, cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Trimax Japan. Đó, Trimax Japan ha. Đó, con này thì nó có một lỗ thúc dây. Đó. Đây thì cái lưỡi cát ở đây ha, lưỡi cát nó cũng còn khá là kít nha anh em, có một lỗ thun dây. Những con này thì nó chung chuyên cát rồi, cát sướng.
Con này thì chiều dài của mình là 16 sen nha. Chiều dài của mình là 16 sen. Đó, 16 sen nha anh em. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm của nhà Tremax này. Chốt giúp em mã số là 61 gạch 53 nha, 150.000. Rồi, mã số 54. Cây này thì đến từ nhà Mary. Đó, và cái lưỡi cát thì nó hơi dài hơn kia ha. Nó không có lưỡi thuốc dai nhưng mà lưỡi cát nó dài và khít. Đến từ hãng Mary ha, hãng Mary, hàng nội địa nha. Rất mạnh nha anh em, những cái này nói chung nó chuyên cát rồi. Cái này thì chiều dài của mình là cũng là 16 sen. À, chiều dài của mình cũng là 16 sen nha. Lưới cát đầu kích ha, không hở sáng. Rồi, mã số của mình nha, 61 gạch 56, 140.000. Rồi tiếp theo mã số 57, một cây kìm nhọn không răng ha. 61 gạch 57, 120.000. Một cái kìm nhọn đến từ hãng Hosan và nước xi của nó thì được mà tráng ha. Đây, nên mình thấy ha, cái đầu mũi nhọn nó như thế này nha, nó không có răng, nó không có răng như những cái kìm khác ha. Đó, cái này thì chiều dài của mình cũng là 16 sen nha anh em. Chiều dài của mình là 16 sen, đến từ hãng Hosan nha. Rồi, 61 gạch 57 ha, 120.000. Rồi mã số 58 của mình ha, một cái kìm nhọn. Cái này thì đến từ nhà Hanshin, hàng Zit nội địa Nhật ha. Zit nội địa Nhật. Thì con này là cái vỏ, vỏ của nó là màu đen ha. Đó, cái vỏ của nó là màu đen. Vỏ trơn ha. Đó, 61 cái 58 100.000. Rồi. Phần nước cát thì cũng còn khá là khít nha. Đó. Cát còn khá là khít. Rang cỏ đồ còn khá là ok nha. Đó. Cái kìm nhọn. Thì cái này là nhọn ha. Đó. Tay hơi trơn anh em. Đó. Đó. Cái còn khá là tốt nha. Đó. Cái này thì size 16 luôn nha. Chiều dài của mình 16 sen. Vậy mã số của mình là 61 gạch 58 nha, 100.000. Rồi tiếp theo mã số 59, một cái con kìm Pro. Con này rất là độc đáo nha. Con này thì đến từ thương hiệu là nhà Engineer. Đó. Nhà Engineer nha mọi người. Thì cái này rất là hiếm mà, và rất, nó đặc biệt cái là nó có thiết kế này để anh em mình mở những ốc gãy này anh em. Đó, giống như một cái kìm đúng anh em. Đó, con này thì hàng hiếm, lâu lâu mới gặp được con nha. Đó, rang cỏ đồ còn rất là đẹp nha. Đó anh em thấy không, nó chạy những đường văn như thế này để anh em mình kẹp những ốc hư. Thì hôm trước em có một cái kìm loại Engineer nha. Đó. Cũng chuyên mở ốc gãy, và con này thì kìm con cá nha, kìm Pro. Size nó thì size ngắn nha anh em, size nó là size ngắn. Chiều dài của mình á đo được là 17.5 sen, 17 18 sen ha. Đó, rất là đặc biệt luôn, nhiều chức năng ha. Đó, đến từ thương hiệu là nhà Engineer, Made in Japan ha. Đó, Engineer Made in Japan BZ56 ha. Rồi. Đây phần vỏ nó không có nữa anh em. Con này thì nói chung là hiếm ha, anh em mình có thể sưu tầm. Mã số của mình 61 gạch 59 200.000. Rồi. Mã số cuối cùng ngày hôm nay ha, 61 gạch 60 200.000 luôn, cũng một con kìm Pro con cá. Và con này thì nó dài hơn, size bự hơn ha. Chiều dài mình đo được là 21 sen nha anh em. Đó, chiều dài mình đo được 21 sen. Con này thì trông nó nhìn nó cũng khá là đặc biệt ha, nó đến từ nhà Black and Red ha, nói chung là hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, do dịch hàng nội địa Nhật ha. Đây cũng Pro hai nắp ha, và ngoại hình nó còn khá là đẹp đó, như mới luôn, anh em mình có thể sưu tầm nha. Nước xi của nó là màu đen ha, nước xi của nó là màu đen. Một chiếc kìm ruộng cá rất là đẹp luôn. Rồi mã số của mình 61 gạch 60 ha, 200.000. Rồi hôm nay em thắng tên tổng cộng được 60 mã sản phẩm ha. Thì mọi người vui lòng mình xem kỹ những mã sản phẩm mà em thắng đã giới thiệu trong clip, rồi mọi người có thể chốt qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966924801 nha mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người một ngày mới thật là